does it make you dance when you jump with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. I'm gonna love you. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hai bên gia đình, lời đầu tiên được xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc nhất. Thưa các cụ, theo năm tháng, cháu An, cháu ấy tìm người chín bùi, được sự giúp đỡ của các cụ, các ông, các bà, đôi bên ở ngoài, các cháu đã đến duyên vợ chồng. Hôm nay là ngày tốt, gia đình nhà ta chúng tôi đã có đầy đủ các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của các cháu về đây để xin phép các cụ, các ông, các bà. Thì hôm nay gia đình bà Lân có hoàn tất về phần nghi lễ, trong đó có phần lễ đặt chầu và lễ ăn hỏi, lễ gia thiên, để kính mong ông trưởng đoàn nhà gái tiếp nhận để cho các cháu nên duyên vợ chồng. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời ông. Trọng chính kính các cụ cao niên, kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, đại diện cho hai bên dòng họ kính mến. Hôm nay trong cái buổi đặt chầu của hai cháu, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt gia tộc họ nhà gái xin được trân trọng chào đón và nhiệt liệt chào mừng với những lời chúc tốt đẹp nhất đối với gia tộc họ nhà trai. Kính thưa quý vị, tôi là chú ruột của cháu Ngọc Ánh và hôm nay được hân hạnh đón tiếp hai đoàn gia tộc họ nhà trai đây tổ chức lễ ăn hỏi đặt chầu cho hai cháu. Và đây cũng là một cái dịp mà để chúng ta thiết lập cái mối liên hệ thông gia giữa ông bà, ông Trung và bà Lân, và thiết lập cái tình cảm vợ chồng ở giữa cháu Ánh và cháu An. Và hân hạnh được đón tiếp phái đoàn họ nhà trai hôm nay, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu có các cụ, các ông bà, cô dì, chú bác của hai bên nội ngoại của cháu Ánh đã về đông đủ, và các anh em con cháu và dạ tộc chúng tôi về đón tiếp và hân hạnh được đón tiếp các quý vị. Báo cáo quý vị là sau một thời gian được sự cho phép của ông bà, ông Trung rồi là bà Lân, hai cháu đã tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Thì hôm nay theo nghi lễ đặt chầu cả tại nhà gái, cho họ nhà gái xin được tiếp nhận hơi chầu của phái đoàn gia tộc họ nhà trai đã gửi đến để dâng lên các bậc tiền nhân. Và đây cũng là đánh dấu một cái bước mà có thể thiết lập mối quan hệ thông gia hữu hảo giữa gia đình ông Trung và Oanh và gia đình bà Lân. Và từ nay hai cháu cũng có thể là được là con là của bà ông Trung, con của bà Lân và là cháu của và thành viên của gia tộc họ nhà gái chúng tôi. Trước khi ngừng lời thì thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi xin một lần nữa xin trân trọng được gửi tới quý vị đại biểu hiện diện trong buổi đại lễ hôm nay lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, chúc hai cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và sau đây là xin tiếp tục mời các quý vị đại biểu chúng ta tiếp tục
dùng trà, dùng dầu để tiếp tục để chúc phúc cho hai cháu và chúc cho hai mối quan hệ thông gia của hai bên ngày càng hữu hảo và tốt đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Toàn thể hồi hôn ông bà ông Hà Lân sinh ra cháu An, ông bà ông Chu Anh sinh ra cháu Ánh, các cháu khôn lớn trưởng thành. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình chung sức chung lòng xây dựng hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Sự nhất trí của các cụ họ nhà trai được sự đồng ý của bà Lân cho phép tôi là chú của các cháu có cái lễ để xin đón cháu về làm dâu con trong gia đình. Mong ông trưởng đoàn nhà gái tiếp nhận lễ. Qua lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho gia tộc họ nhà trai có lễ xin dâu, thì thay mặt đoàn họ nhà gái chúng tôi xin tiếp nhận và xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an cùng xuân nước và chúc phúc cho hai cháu và tiếp tục những công việc tiếp theo của trong ngày đại hỷ lần này. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Is timeless, my love is endless,
whispering I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word.